Vinh Gòm xin kính chào toàn thể quý anh em đam mê chim cô gái kính mến. Rồi hôm nay thì trời không khí rất là mát mẻ mà lạnh luôn á, bị ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới. Nhưng mà sáng sớm gặp anh chị em thấy nó nóng gan trong người nên giờ nó ấm người luôn các bạn. Rồi để Vinh Gòm cho anh em xem cái này ha. Đó. Anh này là một nhân viên ngân hàng. Cái chữ phán còn chưa đúng chính tả nữa. Nhưng mà hồi các bạn xem nè. Ở đây mình không muốn đưa tên lên đó. Tại vì mình muốn cho ảnh còn được mua những chỗ khác. Tại vì mình chủ yếu mình thương là thương chim cu của ảnh thôi. Chứ một con người như vậy thì mình chả cái vấn đề gì phải che đậy. Chỉ chẳng qua là mình thương con chim cu của ảnh thôi. Để cho ảnh mua chỗ khác, con chim cu của ảnh còn thức ăn để ăn. Chứ còn con người của ảnh thì coi như mình không có chơi được. Đó ha. Thì mình trả lời là khoảng 120 rồi mua bao nhiêu cũng được, cho nửa ký hay vài trăm gram cũng được, tùy theo mình có cu nuôi bao nhiêu con. Đó, cũng trả lời là ha, bán nửa ký rồi ha. Nhưng mà hỏi nói câu sau là thấy mình thấy là mất thiện cảm rồi đó. Bắt là người nghĩ sao có 60.000 phải bao ship. Rồi mình cũng trả lời như thế này ha, mình có sao mình chia sẻ hết vậy nha, chứ mình không có che đậy những gì mà tốt phe và xấu mà che nha. Thì nói chung là buổi sáng hôm nay mình cũng không được vui trong người á, mà đó là trước sau đó giờ mình cũng trả lời vậy á các bạn. Mình trả lời kiểu như mình đó giờ mình trả lời kiểu thẳng thắn, chứ mình nó không phải như anh ơi anh à dạ dạ anh thưa thưa anh ơi gì tùm lum. Nói chung là mình nó ăn nói sao là mình ghi trong tin nhắn gì đó, nhưng khi những câu nói của mình nó có cục ngắn cục ngủng, nhưng mà mình không bao giờ nói nó bậy nó bạ gì hoặc là nói tục với thề gì hết đó. Mình trả lời đàng hoàng ha. Đó, mình nói giờ có 60.000 tiền ship, mấy chục ngàn bao gì nữa anh ra. Thì trên kênh YouTube của mình thì anh em biết lâu rồi, thì mình tưởng anh em vô hỏi thì cũng biết rồi. Đó. Thì mấy anh em cũng biết hàng phán ngũ cốc là mình làm cho mấy anh em rồi, mấy anh em xem kênh YouTube đều biết. Thì chẳng qua mấy anh em yêu cầu mình trộn mấy ngũ cốc lúa vitamin này nọ cho anh em xem, mình mới sẵn là mình trộn mình chia sẻ luôn. Chứ bên em biết mình bán có lợi lớn gì mấy cái vấn đề này. Đó ha, mình trả lời vậy ha. Đó. Bắt đầu lúc đó gọi lại. Mình đang bận. Đang bận con nhỏ mình không nghe. Đó. Đó. Đó, thấy không? Nói mình nói chuyện vô học, mình nói chuyện câu nào vô học các bạn xem lại giùm mình ha. Anh em xem lại đi, một thằng chơi cu với một thằng nhân viên ngân hàng mà nãy giờ mình nói cái câu nào vô học mà nó nói mình cái gì vô học. Đó. Cái từ phán viết còn sai chính tả, nó biết làm nhân viên ngân hàng kiểu gì. Đó, anh em xem lại lần nữa đi. Đó. Đó, mình có câu nào nó gì vô học không? Rồi, gù thôi cũng dài chứ. Tại biển máy giật mình thôi chứ không thôi còn gù tiếp ạ. Một nhân viên ngân hàng chơi cu mà nói chuyện ra thua con cu nữa.
Rồi sẵn đây thì mình nói vấn đề này cho anh em luôn ha. Thì trước đây trước giờ mình cũng muốn nói rồi, nhưng mà thì hôm nay nói chung là bức xúc quá mình cũng nói. Mình thường gặp mấy vấn đề lắm các bạn. Vô mua một ký ngũ cốc, nửa ký ngũ cốc, nửa ký phán, vài trăm gram phán, mấy chục ngàn tiền phán, vô hỏi có bao ship không. Mấy anh em nghĩ sao mà hỏi vấn đề đó trời. Ký ngũ cốc 40 ngàn, tiền ship mới tương đương một ký ngũ cốc, rồi còn cái gì nữa mà bán. Phán cũng vậy, mấy chục ngàn, hỏi bao ship không, còn cái gì nữa mà bán anh em. Không biết sao luôn, không biết sao mà vô hỏi mấy vấn đề đó luôn. Không phải mình bán vàng bán gì đâu mà hỏi vô bao ship nha. Bán vàng mấy anh em đi ra ngoài mua vàng, đi lên tận chỗ tiệm vàng để mua 5-10 ngàn đang chưa bớt nữa, mà hỏi sao mua mấy cái thức ăn này có mấy chục ngàn, hỏi bao ship. Với hôm nay mình cũng hơi bực bội vấn đề này là các bạn, tại vì các bạn biết không, thời buổi bây giờ thời buổi rất là khó khăn luôn, Covid dịch bệnh rất là khó khăn, mà mình nghe cái từ mà bao ship á, là nói chung là mình không có thích, mình mất thiện cảm với cái từ đó. Như anh em, ví dụ anh em người ta mua số lượng, anh em đã số lượng tiền nhiều này nọ, người ta hỏi vấn đề đó mình không nói, còn ví dụ mua vài chục ngàn mà hỏi vấn đề đó. Giờ không nghĩ sao mà hỏi vấn đề bao ship, thời buổi dịch bệnh các bạn cũng biết rồi. Thời buổi khó khăn, ai cũng muốn cách ly ở nhà chứ không ai cũng không có muốn đi ra đường để nói chung là dính dáng bệnh tùm lum tới la. Mà trong khi đó những người shipper người ta phải chạy đôn chạy đáo ở ngoài đường, người ta giao hàng cho các bạn, mà nghĩ sao hỏi kêu người ta bao ship. Rồi tiền bạc đâu người ta nuôi vợ con, nuôi gia đình người ta. Sao các bạn chỉ có vài chục ngàn mà các bạn biết nghĩ cho mình không à. Còn người ta chạy ngoài đường ngoài xá, cơ hội người ta dính dịch bệnh rất là cao. Trong khi đó mình ở nhà, người ta giao tận nhà cho mình, mà mình có vài chục ngàn đi so đo vấn đề đó. Bởi vì mình nghĩ vấn đề đó mình rất là bực các bạn. Mà đã dân chơi cu rồi mà đi tính toán vấn đề đó mình càng bực nữa các bạn. Thật sự là những dân chơi cu đúng chất anh em mình rất là quân tử, chả có ai để ý mấy cái chuyện mà tiền ship tiền bổng vài chục ngàn hết trơn. Người ta mua một lần, người ta đặt Vinomin rồi một lần 10 ký, 20 ký, người ta chẳng đòi hỏi bớt 1 ngàn một đồng nào hết chứ. Đã người ta chấp nhận đã vô cái môn chơi này thì đa số anh em là quân tử hết trơn. Mà đi tính toán những đồng tiền đó, thức ăn đối với con chim cu mình nuôi, nếu mình cảm thấy mình nuôi không được thì mình thả nó cho rồi luôn đi. Nuôi nó đừng chi mình so bì tính toán với nó. Rồi thì hồi nãy các bạn cũng thấy rồi đó, một thằng nhân viên ngân hàng ăn mặc lịch sự với một thằng chơi cu nè, các bạn đứng lên cho các bạn thấy nè đó. Chỉ có một cái áo với cái quần tà lõn thôi đó, mà các bạn nhìn tin nhắn đi, cái thằng nào nói chuyện vô học hơn mà chửi mình nói chuyện vô học, câu nào mình nói chuyện vô học thì mình hỏi lại câu nào mình nói chuyện vô học, cái đến thình mất tiêu luôn rồi, chạy mất tiêu. Đây nè, một dân chơi cu nè, có cái quần tà lõn thôi nè, mà chơi quân tử là quân tử, chứ không phải ăn cani ăn mặc lịch sự ngồi phòng máy lạnh mới gọi là quân tử đâu. Rồi mong là từ đây tới anh em nào có vô mà hỏi liên hệ mua Vinh gọi mấy cái thức ăn cho chim cu á, đừng hỏi mấy chuyện bao ship, nói chung là Vinh gồm không có bao, tại vì hàng này làm cho mấy anh em dân chơi mấy anh em cũng biết rồi, không có bao được. Nói chung là bán mấy cho mấy anh em không lời rồi, chứ mình không có muốn lỗ gì, mà chơi lỗ quá thì vợ nó nghĩ cho chơi chim luôn, chơi cu mà nó nghĩ cho chơi chim là hơi mệt. Còn một vấn đề nữa, thường những người không có mua không có chơi không hiểu thì ủa nó bán không lời, nó bán không lời bán chi, thì cái chuyện lời không lời các anh em đâu cần quan tâm, mình lời không lời làm chi, mình còn
mình có nhiều chuyện làm để nó vô tiền lắm, chứ không phải là bán mấy cái này cho mấy anh em mình để làm giàu nè ha. Còn anh em nhắm mua thì mua, còn mua anh em nhiều chỗ khác để mấy anh em mua lắm. Chung là mình nội mình làm cho mấy anh em thân thiết, cái anh em đã chơi đã quen với Vinh rồi rồi thì mình cũng không có thời gian mà trộn, không thời gian trộn với cái mùa này nữa, cái mùa mưa này nè, làm sao phơi được, này nó khó phơi lắm. Còn mấy anh em thấy chỗ nào buôn bán bao ship cho mấy anh em thì mấy anh em cứ việc lời đó các anh em mua, chứ còn Vinh Gòm thì không có bao cho mấy anh em được. Nói thẳng vấn đề đó cho mấy anh em luôn nha. Phải chi mới nuôi một con chim mới nuôi, mới tập chim nuôi chim cu mới nuôi mình này nọ thì mình đâu đến nỗi mình nói. Còn vấn đề nuôi một con chim cu mồi mà tiết vài chục ngàn, anh em chơi chim cu mồi đều biết rồi, cưng nó từng ly từng lý, đắp cho nó biết bao nhiêu tiền, nói chung là trang bị mọi thứ tốt đẹp đều cho nó còn hơn cưng con mình nữa. Anh em biết chơi cu mồi là biết chơi tốn tiền rồi, mà mình không nghĩ sao chơi chim cu mồi mà lại tính toán quá trời tính toán với một con chim cu mồi. Có cặp này mình mới ghép đây bữa anh quay cho các bạn xem, bây giờ nó up rồi nè các bạn, mới con từng lễ à, con đang up là con chim cu máy đó. Con chim cu máy Việt của anh Thợ Sửa Xe, rất là bự con. Về đây mình ép với con trống Thái của mình đó, hy vọng đời con nó sẽ hung hăng đó. Thôi về nói với vấn đề là lời lỗ thì sẵn đây mình chia sẻ với anh em luôn rồi, trong tháng này lỗ luôn chứ không có lời. Thì các anh em biết sao không, trong tháng này dịch bệnh các anh em cũng biết rồi, dịch bệnh rất là phức tạp. Còn mấy anh em đặt hàng thì Vinh Gồm vẫn cứ làm, vẫn cứ giao bình thường thôi, nhưng mà giao được đa số giờ được có phần nữa, còn nữa người ta trả về hết, tại vì trong mấy vùng dịch người ta giao không được, với khách cũng nhận không được, thì mình cũng đâu có gì đâu, cũng chịu thôi. Vì anh em đặt mình cứ làm cứ giao thôi, chẳng lẽ mình không làm không giao. Thì mình em biết rồi, mấy chục ngàn tiền ship đó, ví dụ như 40 ngàn đi, ví dụ như 40 ngàn nha, còn nhiều ký là nó tăng lên có thể 60-70 nữa nha. Mình đây mình đi thí dụ là 40 ngàn thôi, mình giao cho anh em xong mà không có nhận được á, phí vận chuyển về thêm 20 ngàn đó là 60 ngàn đó, một đơn vậy mình mấy chục ngàn, nhiều đơn cứ anh em nghĩ coi lợi đâu ra trong đó, tháng này móc tiền túi ra đắp không, nhưng mà chơi thì vẫn chơi, không có vấn đề chứ mình không có tiếc mấy vấn đề đó, nếu mình tiếc thì mình đã không có gửi, không có bán cho anh em rồi. Nhưng mà mình gửi cho anh em nào được thì anh em nào nhận được thì mình vui thôi. Nói chung là còn mấy anh em đi so bì miếng tiền tiếp đó thì tình hình như thế này thì sẽ có thời gian nữa, chắc không có ai mà giao nữa đâu anh em ơi. Tình hình dịch bệnh này ai dám đi giao đó. Rồi lúc đó chim còn mình không có thức ăn rồi, nói chung là tội nghiệp nó nữa. Mình ở đây mình mấy cái nguyên liệu này thì mình cũng đi đặt về thôi, chưa đâu có mà ở nhà có sẵn, cho nên mình cũng đang gầu vấn đề đó. Mấy anh em có mấy chục ngàn mình tiếc cho mình mua một lần mấy chục mấy trăm ký tiền ship là vẫn trả, chứ không có bớt nha. Có mấy nguyên liệu mình phải chạy vẫn đi vẫn về, tốn hết năm mấy cây tiền xe tiền phà tiền xăng này nọ nữa nha.
Nói chung là xin chốt lại một câu như thế này: anh em đã chơi rồi thì đừng tính toán quá, có tính toán thì hãy tính đi cũng phải tính lại, đừng tính cho mình quá, cũng phải nghĩ cho người ta. Nếu mà mình chơi mình chỉ tính cho mình không, rồi nhắm ai chơi được với mình. Rồi mình xin chào tạm biệt và hẹn lại anh em có clip khác nha. Lâu lâu lên nhiều chuyện tí xíu gì cho anh em, nói chung là hiểu hơn thôi. Anh em nào thương thì mình cảm ơn, còn anh em nào ghét thì mình chịu thôi. Nói chung là có sao sống vậy, chứ khó được lòng hết tất cả mọi người lắm. Rồi, bye bye anh em clip này nha. Bye bye, chúc tất cả mọi người luôn có được những giây vui vẻ nha. Một gia đình hạnh phúc, một sức khỏe dồi dào. Bye bye, hẹn gặp lại clip tiếp theo. Bye bye.